Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lâm Minh. Hôm nay mình cập nhật thông tin tin tức thời sự live stream về cái cuộc sống và xã hội quanh ta. Thì hôm nay anh các bạn thấy thường thì nước Mỹ các bạn biết những cái năm tháng mà bước vào cái mùa lễ là tháng 10 là bắt đầu nhộn nhịp. Đây. Cuộc sống người ta, nếu mà nền kinh tế mà nó ổn định đó, theo cái kinh nghiệm của tôi á, các bạn biết bước vào tháng 10 là bắt đầu chợ búa, những cái kinh tế mua bán rồi đó, bắt đầu nó nhộn nhịp sầm uất lắm. Mà năm nay tôi thấy vẫn không có cái gì mà gọi là khả quan lắm. Nói chung là cuộc sống nó còn nhiều rất là khó khăn. Các bạn thấy kinh tế, lạm phát, chiến tranh, rồi ở Trung Đông, hồi nào là ở bên cuộc chiến ở bên Ukraine. Anh chị em các bạn thấy đó, nó làm cho thế giới ngày càng đi vào trong cái sự rối beng. Mà những người mà bị ảnh hưởng trong cái những cái sự việc như vậy á, thì anh chị các bạn là những người dân. Những người dân họ là những người gánh chịu những cái gánh nặng, bởi vì những cái quốc gia mà nó tham chiến hay là nó gây lên những cái sự gọi là xung đột lẫn nhau, anh chị các bạn thấy tiền bạc nó đổ vào trong chiến tranh, kinh tế gặp khó khăn thì người dân lại càng gặp khó khăn. Các bạn thấy nhất là cái đất Mỹ này, cơm áo gạo tiền, nhiều khi nhiều người họ chỉ nhìn cái mặt nổi ở bên ngoài thôi, họ không có thấy cái cuộc sống thực sự chăm bề vất vả lắm. Anh chị các bạn thấy tôi chia sẻ về những cái video mà tụi Mỹ nó quay á, nó bỏ lên cái TikTok của nó, cuộc sống mưu sinh của những người lao động phổ thông bên Mỹ này vất vả chăm bề, nó chỉ có chênh lệch mang nhau về vấn đề đồng tiền đô la thôi. Tiền đô la làm ở Mỹ mà xài ở Việt Nam á, thì nó quá lớn. Tôi nói chuyện mà một đồng đô ở Việt Nam bây giờ là nó đã hơn 24.000 đồng tiền Việt Nam rồi, trong khi đó một dĩa cơm bình dân ở Việt Nam có 25.000, các bạn nghĩ đi. Còn bây giờ ở bên Mỹ mà đi vào nhà hàng Việt Nam mà ngồi ăn tô phở ra là tôi nói là chưa cho tiền tip, tiền bo á là 19 đô rồi, chưa có uống ly cà phê nữa đó. Các bạn thấy 20-30 đô rớt như chơi. Đấy, một ngày làm công việc xăng cộ rồi mọi thứ nó tăng. Đấy. Còn thế giới thì các bạn thấy chiến tranh loạn lạc. Những cái quốc gia mà chiến tranh như cái hiện nay ở Trung Đông, anh chị các bạn thấy người Do Thái và người Palestine họ tranh giành cái đất đai với nhau. Nhóm Hamas thì nó sử dụng cái chính sách cực đoan bảo thủ của nó. Nó dùng bạo lực, dùng vũ khí để đặng mà ngoại giao. Thì các bạn thấy nó tạo lên những cái sự đổ máu. Mà người dân là những người chết chóc thì là người dân. Đấy. Rất là khủng khiếp. Trong khi đó các bạn đang sống trong một đất nước Việt Nam hòa bình độc lập. Đất nước của mình đã và đang đổi mới phát triển từng ngày và từng giờ, nhưng những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước thì tụi nó luôn luôn âm mưu tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn nó đánh tâm lý vào chứ những cái tầng lớp lao động phổ thông ở Việt Nam á, tôi thấy phần nhiều là như vậy. Tại những thành phần mà lao động phổ thông nó rất dễ bức xúc, nó rất là dễ bị người ta vắt mũi, rất là dễ bị người ta mấy cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước đó, nó lôi cuốn vào trong những cái sự gọi là mê muội về cái chủ nghĩa vật chất, cho nên họ quay qua họ chống phá cơ chế. Các bạn thấy còn ở đất Mỹ thì sao, những cái người lao động phổ thông đó cuộc sống của họ quá tất tần tật đi, cơm áo gạo tiền anh chị các bạn thấy, làm chi phí xe cộ nhà cửa
mọi thứ cái gì cũng tăng giá, cho nên họ phải làm, họ phải làm đầu tắt mặt tối để đằng kia mới có tiền mới trả những cái hóa đơn. Không có tiền thì lấy đâu mà trả được những cái hóa đơn như vậy. Các bạn biết Mỹ mà vướng vào dòng nợ nần ấy, nó siết, nó gọi, nó siết, nó đòi đầu này, nó đòi đầu nọ. Nhiều người các bạn biết thiếu nợ là nó lấy thẳng đi làm ở hành chánh đó, là tụi nợ đó, nó lấy thẳng trong cái tấm ngân phiếu, nó trừ thẳng ra luôn. Các bạn thấy, chứ đâu phải Việt Nam đâu. Ngay cả ở Mỹ này các bạn biết, khi mà thiếu nợ, nợ nần, tụi nợ, nợ tụi chủ nợ bên Mỹ này nó mạnh lắm. Nó có pháp luật bảo vệ nó. Khi mà người dân mà thiếu nợ những cái chủ nợ đó, nó có quyền nó siết tài sản. Ngay cả những người dân mà thiếu thuế cũng vậy đó. Các bạn mà nhà bên này Mỹ này mà không đóng thuế đó, thì nó cũng siết, thằng chính phủ nó cũng siết nợ. Đó là lý do tại sao Mỹ nó có những cái chương trình gọi là foreclosure, có nghĩa là quyền chính phủ địa phương nó kéo nhà dân đó, thiếu nợ nhiều quá, thiếu thế không trả, nó không đóng nó hàng năm đó. Trong hơn 3-5 năm là bắt đầu nó quá giá, nó đấu giá, nó bán, nó siết nợ đủ thứ. Và từ đó những người mà họ xa cơ thất thế, không có công ăn việc làm, thì anh chị em các bạn thấy đi, lâm vào cảnh đường cùng. Thì hỏi cái cuộc sống như vậy, bế tắc như vậy, và đời sống của những người dân lao động phổ thông họ tắc tần tật như vậy, họ đâu có thời gian đâu mà họ ngồi đó, họ đi xuống rồi tiên triền chống phá rồi những cái thế lực này, thì tạo ra những cái nhóm mà bè phái đi chống phá xuyên tạc như ở Việt Nam đâu. Bởi vì cái lối sống của người dân Mỹ này, tôi nói chị các bạn, nó rất thực tế và thực dụng. Cơm áo gạo tiền, có thật mới vượt được đạo. Còn anh mà không làm có được đồng tiền, cuộc sống của anh, mưu sinh của anh, tôi nói vất vả lắm, chứ không phải giỡn đâu. Nhiều khi lên mạng thì nhìn thấy xe cộ, nhà cao, cửa rộng, toàn là nợ nần không anh chị các bạn ơi. Tôi nói ở đâu không đâu cũng bằng ở quê hương mình. Mặc dù ở Việt Nam cũng còn có những cái nan đề, nhưng mà những nan đề đó tôi thường hay nói là chấp nhận được, chấp nhận được trong cái cuộc chơi. Tại vì ở đất Mỹ này nó có cả một rừng lực lượng, chứ không phải giỡn đâu, đụng vô là chết. Các bạn thấy dân Việt Nam mình qua Mỹ rồi ú ơ ú á, khi mà vướng vô pháp luật một cái rồi là coi từ chết tới bị thương, từ bị thương nó chết, chứ không phải giỡn. Thằng nào nó ngất ngư hết, tiền bạc, tòa án, luật sư rồi, ôi thôi đủ thứ hết. Làm ăn được cũng vậy, làm ăn mà không thận trọng, hở ra là thưa kiện, đủ thứ hết, chứ đâu phải giỡn đâu. Cạnh tranh thì khốc liệt, đụng tới pháp luật là mệt. Còn trong khi đó ở Việt Nam thì các bạn thấy đất nước của mình đang đổi mới và phát triển, thì những cái nan đề nó đang được ngày càng khắc phục hơn. Mình cũng mong rằng cái chính quyền trung ương sẽ có những cái biện pháp cứng rắn và có một cái đường lối lãnh đạo nó càng ngày nó công chính liên minh hơn, để tạo cho một cái xã hội nó tốt đẹp, bớt đi những cái quan liêu. Mà những cái quan liêu như chính vì những cái quan liêu đó mà những cái tụi mà xuyên tạc chống phá ở bên Mỹ ở hải ngoại đó, nó đánh tâm lý vào những cái tiêu cực của xã hội Việt Nam, nó làm cho những cái người dân mà lao động phổ thông bức xúc. Còn bên Mỹ thì nó không có vậy. Bên Mỹ này cái người dân lao động phổ thông gần như là cơm áo gạo tiền, họ cứ tất tần tật lo làm, chẳng bao giờ mà họ không có thời gian để đặng mà gọi là chính trị chính em.
đối với họ nó làm cái gì đó, nó làm cái gì đó quan phí. Đây cuộc sống cơm áo gạo tiền và đời sống vật chất đó, đối với họ là một cái vấn đề mưu sinh tất yếu quan trọng, chứ không phải vấn đề mà tham gia vào chính trị, hội nhóm rồi chống phá, rồi xuyên tạc bè phái giống như ở Việt Nam. Việt Nam thì dân mình thì họ còn rảnh rang hay sao á. Tôi thấy cái gì đó, bắt đầu hội nhóm lập bè phái lên mạng Facebook, TikTok, được YouTube được, cô thôi đấu tố chửi bới đủ kiểu đủ cách cái người Việt của mình đó. Còn những người mà người ta có cuộc sống bận rộn thì anh chị các bạn thấy họ xem những cái vấn đề mà chính trị rồi nó là chuyện của mấy cái thằng chính trị nó đấu đá nhau, miễn sao tôi đi làm tôi có tiền chi phí rồi lãnh lương về trả nợ rồi dư ra cuộc sống như cuối năm, thì như những ngày gần cuối năm nè, rồi đi chơi du lịch để dành tiền rồi nghỉ phép vậy thôi. Họ chỉ biết như vậy thôi các bạn. Những người mà lao động tầng lớp trung lưu á, họ làm việc nó gọi là nó quá nhiều cái sức ép trong cuộc sống của họ rồi, và họ không muốn tham gia vào những cái chính trị mà nó bẩn thỉu, nó dơ bẩn nữa, nó làm cho người ta mệt mỏi thêm. Cho nên cái về vấn đề mà cái mô hình xã hội của Mỹ và Việt Nam mình nó một trời một vực về vấn đề mô hình xã hội. Mình so sánh để các bạn thấy được, đó là lý do tại sao mà những thành phần xuyên tạc chống phá ở hải ngoại tụi nó lúc nào cũng vậy, nó đánh tâm lý vào những cái người dân lao động phổ thông, bởi những người này rất là dễ dụ và dễ lôi kéo họ. Và thì mình dừng lại đây, chào anh chị các bạn nha, chào Đào Xuân Lễ, chào quý bạn chị em nha, bye 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 bye.